Thưa quý vị, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh trong vài tháng tới để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, những người không phải là công dân Australia sẽ bị cấm nhập cảnh. Trong khi đó, số lượng công dân Australia đang ở nước ngoài chỉ được giới hạn trở về nước với 4.000 người mỗi tuần. Được biết, từ cuối tháng 3 năm 2020, chính phủ Australia đã ra lệnh cấm những người không phải là công dân Australia nhập cảnh vào nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan vừa thông qua các đề xuất để trở lại bình thường ở nước này. Theo những đề xuất này, các trường học sẽ được mở cửa với quy mô lớp học bình thường cùng tất cả học sinh trong lớp. Người dân sẽ được phép tham gia các sự kiện thể thao, nhưng sẽ phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và những biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Trong khi đó, khi các phương tiện vận tải công cộng sẽ không cần phải để trống chỗ ngồi phục vụ giãn cách xã hội. Các đề xuất trên sẽ được trình lên Thủ tướng Prayut Chan-o-cha để phê chuẩn vào ngày 21 tháng 8 tới đây. Số liệu của Trung tâm vì Phụ nữ và Chính trị Mỹ công bố ngày 7 tháng 8 cho thấy hiện nước này có 243 phụ nữ được các đảng đề cử chạy đua giành ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 tới. Con số này dự kiến sẽ còn tăng lên do tiến trình giới thiệu đề cử vẫn đang diễn ra ở 13 bang. Kỷ lục trước đó ghi nhận tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 với 234 ứng cử viên nữ được đề cử tranh cử tại Hạ viện. Trong số những phụ nữ được các đảng đề cử tham gia cuộc tranh cử tại Hạ viện sắp tới, có 74 người thuộc Đảng Cộng Hòa và 169 người thuộc Đảng Dân Chủ. Hiện gần 25% trong số 435 ghế tại Hạ viện Mỹ do phụ nữ nắm giữ, trong đó có 88 thành viên của Đảng Dân Chủ và 13 thành viên của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, số nữ nghị sĩ tại Thượng viện 100 ghế là 26 người, trong đó có 17 người thuộc Đảng Dân Chủ và 9 người thuộc Đảng Cộng Hòa. Sau khi Mỹ ban hành các sắc lệnh cấm mọi giao dịch với hai công ty Trung Quốc gồm Baidu sở hữu ứng dụng chia sẻ video TikTok và Tencent sở hữu ứng dụng nhắn tin WeChat, chính quyền Trung Quốc ngày 7 tháng 8 đã bày tỏ kiên quyết phản đối động thái trên. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc Mỹ có hành vi bắt nạt. Sắc lệnh từ phía Mỹ đã vi phạm các quy tắc kinh tế thị trường cũng như các nguyên tắc mở cửa, minh bạch và không phân biệt đối xử của Tổ chức Thương mại Thế giới. Các sắc lệnh cấm mọi giao dịch với công ty mẹ của hai ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc là TikTok và WeChat sẽ có hiệu lực trong 45 ngày tới. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh, giá cổ phiếu của công ty Tencent giảm mạnh trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc. Cụ thể, giá cổ phiếu của Tencent giảm tới 10% trong phiên giao dịch buổi sáng, sau đó chốt phiên mất 6,75% ở mức 518 đô la Hồng Kông. Trong khi đó, nhóm cố vấn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảnh báo các công ty Trung Quốc đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ có thể sẽ bị hủy niêm yết nếu không đáp ứng các yêu cầu kiểm toán của Mỹ, bắt đầu áp dụng từ tháng 1 năm 2022. Đề xuất này có nguy cơ sẽ gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ không tuân thủ các quy định bảo vệ nhà đầu tư và chỉ thị cho các quan chức nước này đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ các nhà đầu tư. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép hủy niêm yết các công ty từ chối sự kiểm tra của Ủy ban Giám sát Kế toán các công ty đại chúng trong vòng 3 năm liên tiếp. Trước làn sóng tấn công mạng ngày càng tăng, Australia vừa công bố chiến lược mạng năm 2020. Theo đó, thì chiến lược này nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và cả cộng đồng trong việc bảo vệ trước các vụ tấn công mạng đang ngày càng tăng cả về số lượng, quy mô và mức độ tinh vi. Trong chiến lược an ninh mạng 2020 được công bố vào ngày 6 tháng 8, chính phủ nước này cho biết sẽ chi khoảng 1,67 tỷ đô la trong 10 năm tới để tạo ra một môi trường mạng an toàn hơn cho tất cả người dân và mọi thành phần tham gia vào không gian mạng. Cụ thể, chính quyền Australia sẽ làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp, xác định các mối đe dọa, nâng cao cảnh giác trước các hoạt động tội phạm mạng, tăng cường đảm bảo an ninh mạng tại các cơ quan chính quyền, tăng cường sử dụng nhận dạng số và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Cộng đồng cũng có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao cảnh giác trước những thông tin chưa chắc chắn, tự bảo vệ bản thân bằng việc không chia sẻ các thông tin cá nhân và đặt mật khẩu để đảm bảo sự an toàn. Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định chính phủ nước này quyết tâm ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng và sẽ đề xuất các điều luật để tăng cường quyền hạn cho công an và cơ quan tình báo nhận diện các hành động tội phạm nghiêm trọng. Các điều luật này dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm nay. Lầu Năm Góc cho biết trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động gây mất ổn định của Trung Quốc gần Đài Loan và Biển Đông. Bộ trưởng Esper nhấn mạnh Trung Quốc cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, các quy tắc quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế của mình. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có cuộc điện đàm kể từ tháng 3 năm 2020.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi nhanh chóng vì nhiều vấn đề, trong đó có cả cách Trung Quốc kiểm soát dịch COVID-19, vấn đề Huawei, vấn đề Hồng Kông cũng như tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông. Thời gian qua, Mỹ đã nhiều lần lên tiếng phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông và đã cử các tàu chiến tới khu vực này. Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động liên quan đến quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam đều vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đã cho biết như vậy khi chủ trì cuộc họp báo thường kỳ và trả lời các câu hỏi của phóng viên về vấn đề Biển Đông vào chiều qua. Trước việc kể từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, một phiên bản sửa đổi quy định hàng hải của Trung Quốc từ năm 1974, trong đó định nghĩa lại vùng biển giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh chiếm của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết tuyên bố này là vô giá trị. Chúng tôi cho rằng việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào trong quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020 đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Bình luận về video Trung Quốc tập trận gần đây, trong đó có triển khai máy bay chiến đấu tới đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vô giá trị và không có lợi cho hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết quan điểm về việc chính phủ Úc gần đây đệ trình công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông vì vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Việt Nam cho rằng các nước chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông. Để làm được điều này, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 là thiết yếu. Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Mùa mưa lũ năm nay vẫn đang hoành hành tại bán đảo Triều Tiên. Trong những ngày qua, thì mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại Hàn Quốc và Triều Tiên đã gây ra những thiệt hại lớn về người và của. Theo video do hãng truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT đăng tải, mưa lớn đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn, trong đó có thủ đô Bình Nhưỡng. Chính phủ Triều Tiên đã phải ban bố cảnh báo lũ lụt tại nhiều vùng gần các sông và hồ lớn. Mưa lớn có thể gây ra lở đất trên khắp Triều Tiên. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh Hoang Hê, một vùng nông nghiệp rộng lớn ở phía tây nước này. Trong khi đó, mưa lũ cũng khiến miền Trung Hàn Quốc bị thiệt hại nặng nề khi 1.600 người đã phải di tản. Theo thống kê sơ bộ cho thấy, hơn 5.000 ngôi nhà và các cơ sở vật chất bị phá hủy và gần 8.000 hecta hoa màu bị tàn phá. Thiệt hại từ các trận mưa lũ ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng khiến các quan chức nước này lần đầu tiên sau 3 năm quyết định mở đập trên sông Soyang, tỉnh Gangwon. Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo tuyên bố Washington muốn xóa các ứng dụng không đáng tin cậy của Trung Quốc, bao gồm TikTok và ứng dụng nhắn tin WeChat khỏi kho ứng dụng. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Washington hạn chế tiếp nhận công nghệ do Bắc Kinh phát triển với mục đích ngăn chặn rủi ro an ninh quốc gia. Lời kêu gọi của ông Mike Pompeo được cho là nhắm đến Apple và Google nhằm xóa các ứng dụng của Trung Quốc trong chiến dịch mạng lưới sạch mở rộng, vốn ban đầu tập trung vào việc thúc đẩy các quốc gia nỗ lực loại bỏ sự hiện diện của tập đoàn viễn thông Huawei khỏi hệ thống mạng 5G. Với các công ty mẹ ở Trung Quốc, các ứng dụng như TikTok và WeChat và nhiều ứng dụng khác là những mối hiểm họa nghiêm trọng với dữ liệu cá nhân của người Mỹ. Đấy là còn chưa nói đến rủi ro chúng trở thành công cụ của phía Trung Quốc. Cũng theo ông Pompeo, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ làm việc với Bộ Thương mại Mỹ cũng như Bộ Quốc phòng Mỹ để hạn chế khả năng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây Trung Quốc trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu tại Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ đề xuất rằng Ủy ban Truyền thông Liên bang thu hồi lại ủy quyền cho China Telecom và ba nhà cung cấp khác mà ông không nêu tên trong dịch vụ đến và từ Mỹ. Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị đã lên tiếng phản đối chiến dịch mạng lưới sạch.
Hai bên không cần thiết và cũng không thể thay đổi đối phương, mà nên tôn trọng những lựa chọn của chính người dân nước đó. Bất cứ ai có mưu đồ ngăn cản hoặc thay đổi tiến trình này là hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Căng thẳng gia tăng trong lĩnh vực công nghệ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang ở mức xấu nhất trong hàng chục năm qua do một loạt các bất đồng trong vấn đề thương mại, dịch COVID-19, Hồng Kông, Biển Đông. Mới đây, phía Mỹ đã yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston và phía Trung Quốc đã đáp trả bằng việc yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.